Du khách tới đây sẽ được trải nghiệm nhiều chương trình hoạt động sôi nổi như nghệ thuật sắp đặt bãi biển và lễ hội Việt Nam Nhật Bản. Những ngày tới nền nhiệt độ tại Đà Nẵng tiếp tục tăng cao từ 38 đến 39 độ và lượng khách đổ về đây sẽ vẫn gia tăng. Để phục vụ người dân và du khách, công tác cứu hộ biển, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường, tạo tâm lý thoải mái, an toàn.